trong cơ thể con người trưởng thành có khoảng 50.000 tỷ tế bào. Mỗi giây, mỗi tế bào trong số này lại tạo ra 50.000 tỷ sự kiện sinh hóa, trong một vũ điệu phối hợp gần như hoàn hảo của các nguyên tử và phân tử, để làm cho mọi thứ trở nên khả thi, từ chuyển động đến các quá trình phức tạp diễn ra liên tục như tuần hoàn, tiêu hóa, đồng hóa, bài tiết, hô hấp, tăng trưởng và chữa bệnh vân vân. Như vậy, mỗi giây cơ thể người thực hiện đến 50 triệu tỷ quá trình sinh hóa phối hợp. Bạn sẽ cảm thấy bất ngờ về số lượng các quá trình sinh hóa diễn ra trong cơ thể mỗi giây và đặt câu hỏi rằng làm sao mà cơ thể của chúng ta có thể làm được điều đó? Sự thất bại của mô hình DNA cổ điển. Mô hình sinh hóa thông thường coi cơ thể là một cỗ máy có khả năng tự tổ chức và tự duy trì đáng kinh ngạc. Mô hình này khẳng định rằng các quá trình cơ thể của chúng ta bị ảnh hưởng bởi não ở một mức độ nào đó thông qua các tín hiệu điện truyền qua hệ thần kinh và bởi các chất sinh hóa, chẳng hạn như các neuropeptide truyền qua hệ thống tuần hoàn của chúng ta, nhưng cơ bản là cơ chế tự tổ chức sự sống. Quá trình tự tổ chức đạt được nhờ các lệnh được lập trình trước, được mã hóa vào DNA của chúng ta. Trong mô hình này, DNA trong nhân tế bào giống như não của tế bào đó, và nói chung, bộ não của 50.000 tỷ tế bào hoạt động liên tục và phối hợp hài hòa với nhau để giữ cho chúng ta sống và khỏe mạnh. Nhưng làm sao mà DNA của chúng ta làm được điều này? Hầu hết các nhà vi sinh vật học và di truyền học vẫn tin rằng không phải tất cả các bản thiết kế cho tất cả các protein mà cơ thể cần, ví dụ thông tin về thời điểm và sự kết hợp nào để tạo ra các protein cụ thể đều chứa trong DNA. Theo niềm tin này, DNA trong mỗi tế bào được mã hóa cứng, giống như một chiếc máy tính để điều chỉnh thời điểm và loại protein nào cần được sinh ra để đáp ứng các sự thay đổi bên ngoài. Từ khi bắt đầu cuộc sống trong bụng mẹ cho đến khi chết, mọi tương tác sinh hóa nhỏ vô cùng đều được cài đặt sẵn và lập trình trước trong DNA của chúng ta. Thật không may trong mô hình DNA, chương trình cài đặt trước này vẫn chưa được tìm thấy. Bạn có thể tưởng tượng rằng các nhà di truyền học có niềm tin này đã háo hức mong chờ những khám phá đến từ dự án bộ gen người. Khi toàn bộ gen của con người được giải trình tự vào năm 2003, các nhà di truyền học nghĩ rằng họ sẽ có thể hiểu được tất cả những bí ẩn chưa giải thích được về cách thông tin được mã hóa trong DNA của chúng ta để điều phối và điều khiển sự sống của mọi tế bào. Tuy nhiên, dự án bộ gen người đã không giải đáp được những bí ẩn này. Việc không tìm ra lập trình trước cho tất cả quá trình sống được mã hóa trong gen của chúng ta đã buộc các nhà di truyền học phải đánh giá lại cơ bản về cách thức hoạt động của gen. Việc đánh giá lại này đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những khám phá tương đối gần đây, đã dẫn đến việc thành lập một ngành mới trong di truyền học, được gọi là di truyền biểu sinh bên trên gen. Những khám phá này chỉ ra rằng gen của chúng ta không cố định. Những cặp song sinh bắt đầu cuộc sống của họ với những phần DNA giống hệt nhau, có thể kết thúc cuộc đời của họ với những phần DNA rất khác nhau. Không có số phận không thể tránh khỏi được lập trình trước, được mã hóa cứng trong gen của chúng ta. Những ảnh hưởng bên ngoài chẳng hạn như chế độ ăn uống và tập thể dục và thậm chí cả suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta về cơ bản có thể làm thay đổi quá trình kích hoạt gen và biểu hiện gen. Không thể dung hòa bằng chứng mới về sự biểu hiện gen linh hoạt như vậy với ý tưởng rằng DNA là bộ não được lập trình trước của tế bào. Những khám phá này đặt ra nghi ngờ đáng kể về niềm tin lâu nay rằng DNA là bộ não của tế bào. Ngày càng có vẻ như DNA của chúng ta là một tập hợp các bản thiết kế protein và thông tin kiểm soát quyết định loại protein nào được tạo ra khi đến từ bên ngoài tế bào, thực tế là từ bên ngoài thế giới vật chất. Sự kết hợp lượng tử và bằng chứng của nó trong quá trình quang hợp. Làm thế nào thông tin kiểm soát có thể đến gen từ bên ngoài? Chìa khóa được tìm thấy trong lĩnh vực sinh học lượng tử. Sinh học lượng tử, như tên của nó, là nghiên cứu về các hiệu ứng lượng tử, cụ thể là các hiệu ứng lượng tử phi định xứ, non-local, trong các hệ thống sống. Cho đến gần đây, các hiệu ứng lượng tử phi định xứ được cho là không thể xảy ra trong môi trường ẩm ướt của các hệ thống sống. Tuy nhiên, những khám phá mới cho thấy đó là niềm tin nhầm lẫn. Khám phá đầu tiên và có cơ sở nhất về sinh học lượng tử là lời giải thích cho hiệu quả đáng kinh ngạc của quá trình quang hợp. Từ lâu, các nhà khoa học đã biết rằng quá trình quang hợp ở thực vật có thể hấp thụ năng lượng mặt trời hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ quá trình hóa học nào. Họ chỉ ra rằng nguyên nhân của hiệu quả tuyệt vời của quang hợp là sự kết hợp lượng tử. Công việc của phân tử diệp lục là chuyển năng lượng của mặt trời đến trung tâm phản ứng quang, nơi năng lượng điện từ của mặt trời được chuyển thành năng lượng hóa học.
Các nhà sinh học lượng tử phát hiện ra rằng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phân tử diệp lục khi chuyển hóa năng lượng của mặt trời sẽ dao động đồng bộ hoàn hảo với nhau. Chúng làm như vậy bằng cách tạo thành một tinh thể lỏng, sắp xếp theo cùng một cách, trong cùng một pha và cùng một tần số. Cấu trúc tinh thể lỏng được phối hợp hoàn hảo và bền vững này biến tất cả các phân tử diệp lục thành một loại chất siêu dẫn sinh học, do đó cho phép chuyển đổi một cách siêu hiệu quả lượng tử ánh sáng mặt trời từ phân tử diệp lục này sang phân tử diệp lục khác. Hiện tượng được gọi là chuyển năng lượng cộng hưởng và chỉ có thể xảy ra khi tất cả các phân tử đó ở trạng thái kết hợp lượng tử. Điều này nghe có vẻ giống như một kỳ quan khác của khoa học, nhưng sự kết hợp phân tử một cách phối hợp như vậy không xảy ra một cách tự nhiên trong các hệ không sống. Trên thực tế, theo suy nghĩ thông thường trong cơ học lượng tử, mọi phân tử diệp lục phải nhảy theo giai điệu riêng, lệch nhịp, lệch tần số và lệch pha với tất cả các phân tử diệp lục khác. Theo ngôn ngữ của vật lý lượng tử, mọi phân tử diệp lục phải hoạt động một cách riêng rẽ. Tính phi định xứ, non-locality và nguyên lý toàn ảnh, holographic principle. Tính phi định xứ chỉ là một phần của một thực thể có tên là sự kỳ lạ lượng tử, quantum unit. Nếu hàng ngàn phân tử diệp lục đang được giữ ở trạng thái kết hợp, thì thông tin phối hợp để duy trì trạng thái kết hợp phải có nguồn gốc phi định xứ. Phi định xứ là một thuật ngữ khó hiểu mà các nhà vật lý sử dụng để mô tả một lĩnh vực mà trong đó khoảng cách không tồn tại. Một đối tượng hoặc một sự kiện được coi là định xứ nếu nó gắn với khoảng cách. Ngược lại, các đối tượng hoặc sự kiện trong một lĩnh vực phi định xứ không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách bởi vì tại đó không có thời gian, không gian hoặc vật chất. Nếu bạn không thể hiểu vấn đề này thì cũng không có gì là lạ, bởi ngay cả những nhà vật lý, khi phải chấp nhận tính phi định xứ trong vật lý lượng tử, cũng gặp khó khăn với nó. Sự kỳ lạ lượng tử xuất hiện khi khái niệm phi định xứ được kết hợp với lý thuyết mở, một nhánh của lý thuyết dây. Một trong những kết quả của sự kết hợp này là nguyên lý toàn ảnh. Nguyên lý này cho rằng thông tin của toàn bộ không gian 3 chiều mà chúng ta gọi là vũ trụ được chiếu lên từ một vùng 2 chiều. Phi định xứ có năng lượng thuần khiết. Nói một cách khác, cách vũ trụ hoạt động từ vụ nổ lớn đến nay là kết quả của thông tin tồn tại bên ngoài vũ trụ. Có một sự giải thích hợp lý khác có thể được thực hiện từ nguyên lý toàn ảnh của lý thuyết mờ mà ít nhà vật lý thực hiện là các cơ thể vật lý của chúng ta cũng liên tục được tạo ra từ các phép chiếu 3 chiều và thông tin điều khiển phép chiếu tồn tại một cách phi định xứ bên ngoài vũ trụ vật chất. Theo lý thuyết mờ, thông tin điều phối sự biểu hiện liên tục của cơ thể vật lý của chúng ta không thể nằm trong DNA của chúng ta hoặc bất kỳ dạng vật chất nào khác mà phải nằm trong một vùng năng lượng tinh khiết 2 chiều phi định xứ mà từ đó cơ thể vật chất được phóng chiếu ra. Các bậc thánh hiền và nhà hiền triết, bậc thầy và nhà thần bí về cơ bản đã nói với chúng ta điều này trong nhiều thiên niên kỷ trước. Chúng ta có một cơ thể năng lượng vi tế, hoặc cơ thể trung gian, hoặc linh hồn, hoặc bất kỳ cái tên nào khác được đặt cho nó, và nó là một thứ sáng chói, phối hợp thông minh theo các mẫu hình hoàn hảo với cơ thể vật lý của chúng ta. Theo những giáo lý tâm linh bí truyền của nhiều truyền thống, nếu không có cơ thể tinh thần, cơ thể vật chất sẽ đơn giản là biến mất. Nguyên lý toàn ảnh của lý thuyết mờ và tính phi định vị của vật lý lượng tử lại hỗ trợ cho niềm tin tâm linh ngàn năm này rằng cơ thể vật chất của chúng ta được điều khiển bởi thông tin bắt nguồn từ bên ngoài cơ thể. Sinh học lượng tử xác định cơ chế cầu nối cho phép thông tin đi từ phi định xứ đến định xứ là sự kết hợp lượng tử. Sự kết hợp lượng tử và hành vi tinh thể lỏng. Vũ điệu ma thuật của trong trạng thái tinh thể lỏng không phải là bằng chứng duy nhất cho thấy sự kết hợp lượng tử xảy ra trong các hệ thống sống. Các thí nghiệm cho thấy rằng các mô của tất cả các sinh vật sống thường được tìm thấy ở trạng thái kết hợp, thậm chí có thể là hầu hết thời gian. Trong một nghiên cứu năm 1998, nhà di truyền học và sinh học lượng tử Megwan Ho và nhóm của cô đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra các vùng tinh thể lỏng hầu như ở khắp mọi nơi trong các mô sống. Một xác nhận khác về các trạng thái kết hợp lượng tử được duy trì trong cơ thể vật chất dựa trên khám phá vào những năm 1920 rằng cơ thể chúng ta phát ra các photon rất yếu, được gọi là photon sinh học, biophoton. Vào những năm 1970, nhà vật lý Fritz Albert Papp đã đo rộng rãi sự phát xạ photon sinh học từ cơ thể người. Nhóm của Papp tìm ra dựa trên mô hình sinh hóa thông thường rằng mọi phát xạ photon sinh học sẽ được phát ra vào các thời điểm ngẫu nhiên và ở tần số ngẫu nhiên. Thay vào đó, họ phát hiện ra rằng hầu hết tất cả các phát xạ photon sinh học đều được phát ra theo pha, cùng thời gian, cùng tần số.
Phát hiện của họ cho thấy rằng, giống như các phân tử diệp lục được sắp xếp và đồng bộ trong quá trình quang hợp, số lượng gần như vô hạn các mô trong cơ thể con người tồn tại ở trạng thái kết hợp lượng tử. Đáng chú ý, người ta cũng phát hiện ra rằng DNA cũng hoạt động như một tinh thể lỏng. Từ những khám phá này và những khám phá khác, chúng ta thấy rằng một mô hình sinh học lượng tử mới đang xuất hiện. Trong khi các quá trình sinh hóa thông thường nổi tiếng diễn ra liên tục trong các sinh vật sống, thì có một quá trình khác tinh vi hơn cũng đang diễn ra là các cấu trúc tinh thể lỏng bên trong các mô của chúng ta, bao gồm DNA, đều ở trạng thái kết hợp lượng tử. Điều này cho phép thông tin từ cơ thể năng lượng vi tế của chúng ta điều phối một cách thông minh các quá trình sống diễn ra trong cơ thể vật chất của chúng ta. Sinh học lượng tử cho rằng sự sống không phát sinh từ các nguyên tử trong một tai nạn vũ trụ. Thay vào đó, có vẻ như sự sống vật chất được tạo ra bởi sự phối hợp thông minh của vật chất vật lý theo hướng của thông tin thông minh có nguồn gốc bên ngoài lĩnh vực vật chất của chúng ta. Sự kết hợp lượng tử là cầu nối ẩn mà nhờ đó trí thông minh đã điều phối hàng nghìn tỷ nguyên tử cần thiết cho sự khởi đầu xác thực nhất của sự sống. Khoảnh khắc ma thuật khó nắm bắt khi sự sống được sinh ra đã hoặc sẽ tiếp tục lẩn tránh các nhà sinh vật học chừng nào họ vẫn tin rằng sự sống đã xuất hiện từ vật chất trơ. Sự kết hợp lượng tử cũng là cầu nối mà cơ thể năng lượng tinh tế của chúng ta điều phối 50 triệu tỷ sự kiện sinh hóa diễn ra trong cơ thể chúng ta mỗi giây. Bằng chứng mới về sự kết hợp lượng tử trong các hệ thống sống đã cho chúng ta cái nhìn sơ lược về cơ chế ẩn giấu mà nhờ đó sự sống được duy trì